Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung thẳng thắn đưa ra cách hành xử với những anti-fan hay chọc ngoáy. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung được biết đến là người thẳng tính, không ngại đáp trả khi bị anti-fan chọc ngoáy. Kể từ sau khi nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và bà xã Ngọc Huyền tuyên bố đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống, cuộc sống của nam nghệ sĩ được dân tình dành sự quan tâm đặc biệt. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ Chí Trung công khai chuyện hẹn hò với người yêu mới là bạn gái kém 17 tuổi, doanh nhân Ý Lan. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng không ít người thường xuyên có lời mỉa mai nam nghệ sĩ. Trước những bình luận kém duyên từ anti-fan, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung thẳng tay block. Táo Giao Thông được biết đến là người thẳng tính, không ngại đáp trả khi bị anti-fan chọc ngoáy. Nam nghệ sĩ cho biết, có người hỏi sao bình luận nhà anh toàn lời hay ý đẹp, thần thường không tả xiết vậy. Ở thì ai ác tâm chuyên chọc ngoáy anh block sạch sẽ sau nửa giây, lấy chữ bẩn tâm xấu đâu để người đời kịp đọc nữa. Nghệ sĩ Chí Trung quen doanh nhân Ý Lan từ cuối năm 2018. Đến giữa năm 2019, nam nghệ sĩ mới nhận thấy bản thân thích bạn gái hiện tại và đến cuối năm 2019 mới chính thức công khai chuyện tình cảm. Sau cuộc hôn nhân đầu không trọn vẹn, giờ anh đang có cuộc sống hạnh phúc bên người mới. Trên mạng xã hội, nam nghệ sĩ thường xuyên đăng tải khoảnh khắc cùng bạn gái đi du lịch khắp nơi. Chí Trung từng tâm sự, từ khi có bạn gái doanh nhân bên đời, cuộc sống anh có nhiều thay đổi tích cực đáng kể. Anh từng chia sẻ, Lan là người rất mực thước, cẩn thận, luôn chăm chút cho tôi từ quần áo, vóc dáng đến ăn uống hàng ngày. Cô ấy bảo, anh phải đẹp lên để em được tự hào khi đi bên cạnh anh. Giờ thì hàng ngày tôi đều dành thời gian tập thể dục để body đẹp hơn. Trưa và chiều về ăn cơm với Lan. Tôi cũng không còn thích nhậu nữa mà ăn theo chế độ của bạn gái vạch ra để tốt cho sức khỏe.